Chào các bạn, trong tutorial ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào hướng dẫn chúng ta thực hiện track camera thay thế key phông xanh, thay thế background cũng như là ghép vật thể 3D vào trong một cái cảnh quay sử dụng phần mềm nút. Thì trước khi vào bài, mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những cái tài nguyên, plugin, software, stock footage mà mình sử dụng trong các bài của mình thì đều có gắn link download ở trong phần mô tả của video. Thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách unlock link download ha. Thì trong cái bài hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần mềm nút và chúng ta sẽ thứ nhất là tìm hiểu về cái không gian 3D của nút, và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ thực hiện kỹ thuật camera track, một số cái lưu ý, một số cái tip and trick dành cho cái phần camera track này. Thì ở trong phần mềm nút thì ở đây đầu tiên mình sẽ tạo một cái viewer. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái không gian 3D của phần mềm nút. Thì ở đây thì chúng ta đưa con chuột vào trong cái cửa sổ viewer, bấm tab thì chúng ta có thể theo dõi được cái không gian 3D với cái grid mà nút nó có sẵn cho chúng ta ở đây. Chúng ta có thể bấm control và phím chuột trái để chúng ta xoay xung quanh cái không gian này. Chúng ta có thể dùng chuột giữa, cuộn chuột giữa để zoom ra zoom vào, và chúng ta bấm chuột giữa, kéo chuột giữa để chúng ta di chuyển trong không gian này. Tiếp theo nữa thì mình sẽ đưa vào một cái vật thể 3D. Thì ở đây thì mình đưa vào một cái vật thể 3D dạng FBX. Thì nút nữa có thể import một số cái định dạng file 3D phổ biến, chẳng hạn như là FBX nè, OBJ nè, rồi Alembic nè, vân vân. Thì ở đây thì mình sẽ import một cái vật thể 3D vào. Vật thể này thì mình download trên trang Sketchfab thì nó có cái định dạng FBX. Thì ở đây á, chúng ta sẽ dùng cái nốt là Regio ha, để chúng ta đưa cái file FBX của mình vào. Thì nếu mà để tạo cái nốt Regio này thì các bạn bấm phím tab đánh vào chữ Regio và chúng ta chọn Regio Geometry ở đây thì chúng ta tạo cái nốt Regio này. Khi mà chúng ta view cái nốt này vào ở đây thì mình zoom ra thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có một số cái vật thể 3D ở trong không gian như thế này, nhưng mà ở đây thì nó không phải là cái ghế của mình. Ở đây thì mình sẽ mở cái nốt Regio này lên. Và trong cái nốt Regio này, ngoài cái đường dẫn đến cái file FBX của chúng ta, trong cái phần FBX option chúng ta sẽ có cái nốt name. Trong cái nốt name chúng ta sẽ có các cái bộ phận ở trong cái vật thể này. Ví dụ ở đây là chúng ta đang hiển thị cái sofa button, tức là cái nút ở trên cái ghế. Nếu mà chúng ta bấm vào cái sofa leg thì chúng ta sẽ thấy cái chân. Bấm vào sofa metal thì chúng ta sẽ có cái một cái bộ phận gì đó của cái ghế. Và cuối cùng cái sofa body thì chúng ta sẽ có cái phần thân của cái ghế nhưng mà không có những cái bộ phận khác. Thì bây giờ để hiển thị tất cả những thứ này, chúng ta sẽ check vào ô on object. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái ghế sofa được đưa vào hoàn chỉnh như thế này, nhưng mà hiện tại chúng chưa có cái texture cho nên nó hiển thị cái màu xám như thế này. Thì bây giờ để hiển thị texture thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ bấm read, để chúng ta read vào một cái file texture. Thì cái file texture đi kèm với cái file này chúng ta sẽ load nó vào, được chưa? Cái định dạng PNG, định dạng hình. Sau khi load vào xong thì chúng ta sẽ nối cái đường EMG, đường image của cái node Regio vào trong cái Regio của chúng ta, và chúng ta sẽ thấy được cái ghế sofa của chúng ta nó đã được có màu sắc và texture đầy đủ. Tiếp theo nữa thì sau khi chúng ta có cái ghế sofa này trong không gian 3D thì bây giờ khi mà chúng ta bấm tab để quay trở lại cái không gian 2D thì chúng ta vẫn chưa thấy hình ảnh gì ở đây. Đó là tại vì chúng ta chưa có camera, chúng ta chưa có những cái yếu tố khác ở trong cái scene 3D của mình để có thể hiển thị được. Vì vậy đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái node cơ bản để mình setup cái không gian 3D trong nút, đó là node scene. Mình đánh vào chữ scene và tạo một cái node scene đây. Cái node scene này nó sẽ là cái nơi tập hợp tất cả những cái vật thể 3D như là camera, light, đèn đó, rồi các vật thể 3D của chúng ta vào trong đây. Thì đầu tiên là mình sẽ nối cái node Regio vào trong cái scene này. Tiếp theo mình sẽ tạo một cái camera, mình bấm tab và tạo tiếp một cái camera 3D ở đây. Camera này mình cũng nối vào trong cái scene của chúng ta. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy được cái camera của mình. Đấy, đây là cái camera của chúng ta. Cái camera này hiện tại nó đang nằm ở dưới cái ghế. Thì cho nên là mình sẽ kéo cái camera của mình ra
Đấy. À, và mình nâng nó lên một tí để cho nó có thể cái ghế của mình nó sẽ nằm gọn ở trong cái view của cái camera của chúng ta, được chưa? Mình sẽ kéo cái camera của mình xa ra một tí. Rồi, bây giờ thì chúng ta bấm tab để chuyển qua cái view 2D thì chúng ta vẫn chưa thấy mình view cái scene này ha, thì chúng ta vẫn chưa thấy thông tin của cái scene 3D này nó hiện ra. Đó là tại vì chúng ta chưa có cái nốt render. Thì ở đây thì mình sẽ select cái scene của mình, bấm tab và chúng ta sẽ tạo một cái nốt scanline render. Vậy cái nốt scanline render này thì nó sẽ cho phép chúng ta kết nối cái camera mà chúng ta đã tạo vào trong cái scanline render. Và nếu mà có một cái background thì chúng ta nối vào cái input background này. Ví dụ ở đây mình tạo một cái background bằng cái nốt constant, một cái màu đi. Mình sẽ cho nó cái màu trắng. Rồi, và sau đó mình nối nó vào cái đường background của Scanline Render. Thì chúng ta sẽ thấy cái video của chúng ta nó hiển thị cái ghế của mình, nó hiển thị trên cái view. Thì bây giờ để mà dễ điều khiển ở trong không gian 3D cũng như là thấy được kết quả thì chúng ta sẽ có một cái cách. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ tạo một cái nốt viewer thứ hai. Được chưa? Viewer 2. Thì bạn thấy khi chúng ta tạo một cái nốt viewer 2 thì trong cái cửa sổ viewer chúng ta sẽ có một cái tab viewer 2 ở đây. Cái tab viewer 2 này mình sẽ kéo và mình kéo qua một cái cột bên cạnh cái nốt viewer 1. Như vậy một bên chúng ta sẽ quan sát cái kết quả con của chúng ta và một bên chúng ta sẽ quan sát cái không gian 3D. Thì bên phải này chúng ta bấm phím tab để xem cái không gian 3D của mình. Và như vậy chúng ta sẽ thấy được cái không gian 3D. Mình sẽ nối nó vào trong cái scene của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy được cái ghế cũng như cái camera của mình ha. Rồi. Vậy đây như vậy đây là cái setup cơ bản dành cho không gian 3D của Nút. Thì bây giờ với cái ghế sofa của mình chúng ta có thể cho nó một cái shader. Thì ở đây thì mình sẽ bấm tab tạo một cái nốt shader là phong shader. Shader tức là những cái tính chất về độ phản xạ, specular, độ bóng, rồi các tính chất khác về vật liệu. Thì ở đây thì mình sẽ thay vì cái nốt Regio này, cái đường EMG chúng ta nối thẳng vào cái texture thì chúng ta sẽ nối nó vào cái shader phong này. Và sau đó cái shader phong này chúng ta sẽ nối cái map đi, tức là map diffuse vào trong cái hình ảnh của chúng ta. Và như vậy thì chúng ta sẽ đã có được cái một cái shader rồi. Thì bây giờ các bạn thấy nó hơi tối hơn so với bình thường. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo một cái đèn. Thì để tạo đèn cho cái scene 3D của chúng ta bấm phím tab và đánh chữ like vào. Và với cái chữ like này các bạn thấy là mình nối nó vào trong cái scene của chúng ta luôn. Thì trong cái không gian 3D thì cái đèn của mình nó nằm ở đây và chúng ta có thể kéo nó đến bất kỳ một vị trí nào thì nó sẽ tương tác với cái ghế sofa của chúng ta. Tại vì nó là một cái vật thể 3D cho nên là chúng ta kéo cái đèn đâu thì nó sẽ tương tác với cái ghế sofa của mình. Và ở đây thì chúng ta hoàn toàn có thể tăng cái độ sáng của cái đèn lên, ví dụ mình tăng cái intensity của đèn lên một chút. Đó, rồi chúng ta có thể vào trong cái shader phong của mình, chúng ta tăng cái màu sắc diffuse lên. Thì khi tăng cái diffuse lên các bạn sẽ thấy được cái màu của cái ghế nó dần dần quay trở lại. Và ví dụ mình thấy cái độ bóng của cái ghế này nó hơi nhiều quá thì chúng ta có thể giảm cái specular này xuống. Thì cái độ bóng của chúng ta nó sẽ giảm xuống ha. Rồi, thì như vậy đây là cái cơ bản, một cái setup cơ bản của một không gian 3D ở trong Nút. Nó sẽ giúp chúng ta xử lý các cái vật thể 3D mà chúng ta cần. Bây giờ thì mình sẽ xếp cái file này lại và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đưa cái video của mình vào. Để chúng ta tạm thời tắt cái viewer số 2 đi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ đưa vào cái video của mình để chúng ta thực hiện track camera và chúng ta sẽ ghép vật thể 3D vào xem như thế nào ha. Thì ở đây thì mình sẽ import cái video của mình vào. Rồi, đây là cái video của mình. Thì ở đây thì mình sẽ chạy cái video này để cho các bạn xem. Thì đây là một cái video mà chúng ta có một cái cảnh quay có phông xanh. Thì đây là mục đích là để thay thế cái phông xanh này bằng một cái background. Chúng ta sẽ có các diễn viên di chuyển trong cảnh quay và camera chúng ta sẽ dolly ra như thế này. Thì đây là một cái cảnh quay có chuyển động camera cho nên chúng ta phải track cái camera này để chúng ta tái hiện lại nó trong không gian 3D của Nút. Thì như vậy thì chúng ta có thể mới có thể chèn vào cái background cũng như là cái
các cái vật thể 3D như cái ghế chẳng hạn vào trong cái scene này mà nó đi theo được cái chuyển động camera. Thì để làm được cái việc đó thì chúng ta sẽ thực hiện track cái cảnh quay bằng cái nốt camera tracker ở trong nút. Nhưng mà trước khi chúng ta track cái cảnh quay này, chúng ta sẽ chuẩn bị một số thứ để tăng cường cái hiệu quả cho cái việc track. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ denoise cái video này. Thì đây là một cái video mà nó cũng không có phải là quá noise, nhưng mà đây mình sẽ import vào một cái video khác nó nhiều noise hơn để cho các bạn có thể hiểu cái tính chất. Ở đây thì chúng ta có một cái video và người ta quay vào buổi tối cho nên nó khá là noise, nhất là cái phần bầu trời ở đây. Thì ở đây để denoise thì mình sẽ tạo một cái nốt tên là denoise. Cái nốt denoise này thì mình sẽ kéo cái ô sample này của nó đến một cái vị trí mà chúng ta thấy noise nhiều ở trong cái cảnh quay của chúng ta để nó lấy sample. Sau đó thì chúng ta sẽ vào trong cái thông số denoise và chúng ta sẽ tăng cái denoise amount và cái smoothness này lên. Và khi mà chúng ta tăng lên như vậy thì các bạn sẽ thấy là cái kết quả nó sẽ ngay lập tức tác dụng, nó sẽ loại bỏ bớt cái phần noise chúng ta. Tất nhiên là không thể hoàn toàn 100% rồi. Và một cái điểm trừ đó là khi mà chúng ta denoise như vậy thì cái hình ảnh chúng ta nó sẽ bị mờ đi, nó không còn giữ được cái độ sắc nét nữa ha. Thì đó cũng là một cái chúng ta cần phải lưu ý. Rồi quay lại với cái video của chúng ta thì mình cũng sẽ thực hiện cái công đoạn denoise này. Thì mặc dù là cái video chúng ta nó cũng khá là sạch, nó không có nhiều noise lắm, nhưng mà mình cũng sẽ denoise nó lại. Và ở đây thì mình sẽ đưa cái mẫu của mình đến một cái vị trí, mình tăng cái denoise amount cũng như là cái smoothness lên. Thì các bạn thấy là nó cũng sẽ giúp loại bỏ một phần cái noise. Đây mình zoom ra để cho các bạn thấy. Nó cũng giúp loại bỏ một phần cái noise ở trong cái cảnh quay. Và bây giờ tất nhiên là nó cũng ảnh hưởng đến cái độ sắc nét của cảnh quay. Thế cho nên là ở đây thì mình sau khi denoise xong, mình sẽ thêm vào một cái nốt sharpen ngay phía sau. Cái nốt sharpen này thì đơn giản là nó sẽ giúp chúng ta làm sắc lại cái những chi tiết mà hồi nãy đã bị mờ khi mà chúng ta dùng cái nốt denoise. Đấy, mình đang tắt mở cái nốt sharpen để cho các bạn thấy tác dụng. Rồi, và tiếp theo mình sẽ thêm vào một cái nốt gray. Cái nốt gray này thì mình sẽ tăng cái độ tương phản của cảnh quay lên để những cái điểm track nó sẽ rõ ràng, nó tương phản với nhau hơn. Và như vậy thì phần mềm nó sẽ dễ nhận ra và nó track tốt hơn. Và chúng ta cũng chỉ cần tăng contrast thêm một chút thôi, đừng có quá nhiều. Rồi. Tiếp theo nữa thì như mình các bạn thấy là trong cảnh quay chúng ta có những cái diễn viên chuyển động ha. Thì khi mà chúng ta track á, thì những cái cấu trúc đứng yên, ví dụ như là nhà cửa, sàn nhà, hoặc là những cái vật thể đứng yên như là cái ghế hay gì đó, thì đó là những cái điểm mà phần mềm nó có thể dùng để nó track. Và cái kết quả ra nó sẽ giúp tái tạo lại cái cấu trúc không gian của cái cảnh quay của chúng ta một cách chính xác. Nhưng mà ở đây thì những cái yếu tố mà di chuyển chẳng hạn như là con người đấy, thì cái việc mà phần mềm nó đặt những điểm track lên trên những cái người di chuyển này, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái chất lượng track của chúng ta. Thế cho nên cái việc tiếp theo chúng ta cần làm đó là chúng ta phải loại bỏ những cái con người này ra, được chưa? Chúng ta không có muốn phần mềm nó track những cái người diễn viên này. Rồi vậy thì để làm cái đó chúng ta sẽ thực hiện, mình sẽ kéo cái đống nốt này qua, mình sẽ tạo một cái nốt roto. Cái nốt roto này mình nối vào cái background của chúng ta. Và mình sẽ dùng công cụ Bezier Tool đó, mình vẽ một cái garbage mask như thế này. Thì cái này là để chúng ta roto, để chúng ta loại bỏ cái người gì chuyển động, cho nên chúng ta cũng không cần phải quá chính xác ha. Thì ở đây thì làm sao đó để chúng ta bao được xung quanh cái người diễn viên của chúng ta kiểu như thế này thôi. Chúng ta không cần phải bám sát vào cái viền hay cái gì hết. Và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển cái mask của chúng ta. Và các bạn thấy là nó cũng khá là đơn giản thôi, chúng ta không có cần phải quá phức tạp cái gì cả. Chúng ta chỉ cần như thế này, chúng ta dịch chuyển lại một số cái bát. Rồi thì bây giờ là mình đã thực hiện roto xong cái garbage mask của chúng ta, và các bạn thấy là cái phần mask của mình thì nó cũng đã đi theo được những cái người diễn viên này rồi.
Và tất nhiên cũng có những một số chỗ thì nó vẫn lòi ra thì cũng không sao, không hoàn toàn là chúng ta phải quá cẩn thận ha, miễn sao là chúng ta che được phần lớn cái những người diễn viên của chúng ta thôi. Rồi sau khi xong chuẩn bị các bước này thì chúng ta sẽ bắt đầu track, thì mình sẽ tạo một cái nốt camera tracker. Và đây là chính là cái nốt camera tracker của chúng ta. Thì cái nốt camera này nó chỉ có một cái input sụt thôi, mình sẽ input nó vào trong cái những vào cái đường mà chúng ta đã denoise, sharpen và gray. Còn một cái input khác đó là cái mask, thì cái mask này mình sẽ nối vào cái roto của mình. Chúng ta sẽ view cái nốt này. Bây giờ trong cái nốt này ở đây thì mình sẽ tạm thời bỏ cái nốt mask này ra để chúng ta thấy cái hiệu quả trước khi bỏ cái nốt mask vào để cho các bạn xem ha. Thì ở đây mình sẽ vào trong phần setting đầu tiên, mình sẽ thực hiện thay đổi một số cái thông số. Cái thứ nhất là number of feature. Thì cái này thì là cái số lượng điểm mà nó sẽ tự động đặt trên cái cảnh quay của chúng ta. Thì nói chung thì chúng ta có thể tăng cái số này lên nhiều để sau đó chúng ta sẽ loại bỏ bớt những cái không cần thiết. Cho nên đây mình sẽ tăng nó lên là 300. Cái feature separation tức là cái khoảng cách giữa các cái điểm track, thì cái khoảng cách này càng lớn thì các điểm track chúng ta sẽ phân tán đều hơn ở trong cảnh quay. Còn nếu chúng ta giảm xuống thì các điểm track nó sẽ nhiều hơn ở một số khu vực. Thì ở đây thì mình sẽ giảm nó xuống khoảng tầm 8. Chúng ta sẽ có cái minimum length là một cái thông số quan trọng. Cái này là khi mà một cái cảnh quay, ví dụ như cảnh quay này, cái camera di chuyển cũng khá là mượt, không có rung và motion nhiều. Cho nên là mình nghĩ là cái độ dài của một cái điểm track nó sẽ cần phải tăng lên. Thì cái độ dài điểm track càng tăng thì cái kết quả track càng chính xác. Cho nên đây mình sẽ tăng cái kết quả, cái độ dài này lên là khoảng tầm 8 frame. Rồi, các cái thông số còn lại chúng ta có thể để nguyên. Sau đó chúng ta quay qua phần camera tracker, và trong đây thì chúng ta cũng có thể để nguyên như thế này. Các bạn nhớ là camera motion, các bạn chọn là free camera. Và trong phần focal length thì chúng ta chọn là unknown constant, tức là cái length, focal length nó sẽ giữ nguyên từ đầu đến cuối. Và cuối cùng là chúng ta sẽ bấm vào nút track. Thì ở đây các bạn thấy là khi chúng ta bấm vào nút track đó, nếu mà chúng ta không có, hồi nãy mình không có nối cái mask vào cái đường mask vào trong cái roto, thì cái phần mềm nó sẽ tự động đặt điểm check lung tung hết và ngay cả trên người của diễn viên luôn, và như vậy thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả check của mình. Cho nên đây mình sẽ cancel. Đấy, và bây giờ thì mình sẽ nối cái đường mask của cái camera tracker vào trong cái nốt roto, và mình quay lại cái nốt camera tracker của mình bấm check. Thì lần này chúng ta vẫn thấy nó đặt điểm track lên trên cái diễn viên, cho nên mình sẽ cancel một lần nữa và mình sẽ vào trong cái đường mask này. Mình sẽ chọn là mask alpha, tức là nó lấy cái kênh alpha của cái roto này để nó loại bỏ cái khu vực không cần thiết ra. Và sau đó mình bấm track. Thì bây giờ lần này thì các bạn sẽ thấy là nút nó sẽ track và nó sẽ không có track những người diễn viên nữa, mà nó sẽ track những cái khu vực ví dụ như là tường rồi sàn nhà thôi, là những cái cấu trúc cố định. Thì này nó sẽ chính xác, cái kết quả track của chúng ta sẽ chính xác hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đợi một chút để cho nút nó thực hiện track xong cảnh quay này. Bạn thấy là nó cũng chỉ mất khoảng tầm 1-2 phút thôi. Và nút thì cái nốt camera tracker này nó có cái tính năng đó là sau khi nó track từ đầu đến cuối của cái video của chúng ta rồi thì nó sẽ thực hiện track ngược lại. Và cái bước này nó sẽ giúp làm tăng cái hiệu quả dò tìm của các cái điểm track hơn. Tại vì như các bạn biết thì cái gì mà chúng ta làm một lần nó chưa đủ kỹ thì chúng ta làm hai lần nó sẽ kỹ hơn, nó sẽ tốt hơn. Đó, thì bạn thấy nè, đó nó chạy ngược lại. Và khi nó chạy ngược lại thì nó sẽ một lần nữa nó kiểm tra và nó dò lại những cái điểm track đã đặt để xem là có chính xác hay chưa. Và những cái điểm track nào mà bị trượt nhiều hay là cái thời lượng của nó ít hơn cái thời lượng chúng ta quy định là 8 frame thì nó sẽ tự động nó loại bỏ. À, như vậy thì chúng ta sẽ có cái kết quả track của mình. Thì ở đây cũng sắp xong rồi, các bạn thấy là chúng ta được 80% rồi. Thì trong nút thì các bạn cũng có thể thực hiện track bằng các cái phần mềm bên ngoài, chẳng hạn như là PF Track hay là Bujum vân vân, để sau đó chúng ta export ra cái kết quả track bằng vào trong cái nút này đều được hết ha. Thì cái điểm mạnh của thằng nút là như vậy, nó có cái khả năng tương tác với không gian 3D cũng như là
các cái phần mềm tracking và 3D cũng khá là tốt. Rồi sau khi mà track xong thì chúng ta sẽ có các cái điểm track như thế này và chúng ta có thể chạy để xem, thì các bạn có thể nhìn xem là có cái điểm nào nó bị giật gì, ví dụ như những điểm này các bạn có thể select và delete bằng tay, hoặc là ở đây thì chúng ta có thể bấm vào cái nút show nữa đây, và sau đó chúng ta có thể loại bỏ những điểm track này sau. Ở đây thì mình bấm vào cái nút show, show tức là nó sẽ phần mềm nó sẽ tính toán ra cái không gian 3D của chúng ta, tính toán ra cái đường đi camera của chúng ta ha. Và sau khi mà show xong á, thì chúng ta sẽ thấy là những cái điểm track của chúng ta sẽ biến thành màu xanh và có những điểm màu đỏ. Những điểm màu đỏ là những điểm mà nó cảm thấy bị lỗi, nó sẽ không tính toán vào. Thì như vậy chúng ta vào qua bên cái tab Auto Track. Trong cái tab Auto Track này thì các bạn có thể bấm vào cái nút là Delete Rejected để chúng ta xóa những cái điểm màu đỏ đi, tại vì đó là những điểm mà nó bị lỗi, nó bị trượt hay gì đó thì nó tự động nó loại bỏ luôn. Rồi sau khi mà chúng ta cũng có thể bấm vào nút Delete and Show, tức là những cái điểm nào mà nó không thể tính ra được cái không gian 3D thì chúng ta cũng delete luôn. Sau đó chúng ta qua lại cái tab Camera Tracker thì chúng ta sẽ thấy được cái error. Thì cái error này hiện tại là 0.88, thì nói chung các bạn làm sao đó chúng ta cố gắng giữ cái điểm error này ở dưới 1. Và nếu mà chúng ta thấy nó vượt quá 1, 1.5, 2 gì đó thì bắt đầu là các kết quả chắc nó sẽ rất là không có chính xác. Thế cho nên chúng ta sẽ giữ khoảng tầm 0.5, 0.6 là quá đẹp. Còn nếu mà 0.88 thì cũng khá là ổn. Ở đây thì chúng ta có thể quay lại cái tab Auto Track. Và ở đây thì mình sẽ giảm cái Max Error này xuống. Thì khi mà các bạn thấy mình giảm cái Max Error này xuống thì bắt đầu có những cái điểm màu đỏ nó xuất hiện. Và những điểm màu đỏ này tức là khi mà chúng ta muốn giảm cái error này xuống, cái lỗi này xuống, thì chúng ta sẽ phải loại bỏ nhiều điểm không chính xác hơn. Thế cho nên ở đây ví dụ mình giảm xuống 3.9 đi. Và chúng ta sẽ lại bấm vào nút Delete Reject. Và sau đó thì mình sẽ refine lại cái kết quả show. Mình check vào ô Position và Rotation. Chúng ta refine lại cái kết quả track. Chúng ta update cái show của mình. Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ hạ giảm được cái error của mình từ 0.88 hồi nãy xuống còn 0.83. Ví dụ như cái này còn màu đỏ này mình cũng có thể delete luôn. Mình chạy xem còn cái chỗ nào chúng ta cần chỉnh sửa, cái chỗ nào mà còn màu đỏ đó delete luôn. Nói chung là cũng không cần phải hoàn toàn 100%, nhưng mà nó sẽ giúp cho kết quả track của mình tốt hơn. Và chúng ta mình sẽ refine nó lại một lần nữa đó, thì nó giảm xuống 0.82. thì nói chung là chúng ta càng cố gắng kỹ bao nhiêu thì kết quả track của mình nó càng tốt. Thì sau khi mà chúng ta đã hài lòng với kết quả track rồi, mình cảm thấy này cũng khá ok rồi, chúng ta sẽ qua bên cái tab Camera Tracker là trong phần export. Thì chúng ta bấm vào nó sẽ cho phép chúng ta export ra nhiều loại. Ở đây thì ở đây mình sẽ export ra cái scene luôn để cho nó tạo chúng ta một cái scene hoàn chỉnh. Thì mình sẽ bấm vào nút scene và bấm create. Và ở đây thì trong cái nốt scene này nó tạo ra một cái nốt scene. Trong cái nốt scene nó đã có cho chúng ta một cái camera và một cái scene giống như hồi nãy, cái không gian 3D mà chúng ta đã làm đó. Đấy. Rồi bây giờ thì khi mà chúng ta bấm tab để xem cái không gian 3D của mình, thì mình sẽ view cái scene của mình. Thì chúng ta sẽ có cái camera, được chưa? Thì ở đây á, thì nếu mà các bạn thấy cái khi mà show xong và chúng ta export ra xong thì cái scene của mình nó bé quá, chúng ta zoom vào mãi không thấy cái đây là cái point cloud của mình, là cái màu xanh xanh này nó hơi nhỏ quá. Đấy. Chúng ta khó di chuyển ở trong cái không gian này. Thì ở đây thì mình có thể vào lại trong cái nốt camera tracker, mình qua phần scene. Và trong cái phần scene này mình sẽ tăng cái scale của cái không gian này lên, ví dụ mình tăng lên khoảng tầm 100. Đấy, thì bây giờ mình sẽ zoom ra thì các bạn thấy là bây giờ cái không gian 3D của mình nó đã dễ di chuyển và rotate xong đây rất là nhiều. Chúng ta thấy là cái point cloud của mình nó tái hiện lại cái không gian ở trong cái cảnh quay của chúng ta. Như các bạn thấy nó cũng có một cái cửa, cái cầu thang nè, là một cái hành lang ở đây lúc mà hai diễn viên đứng nè, và chúng ta có một cái khoảng không ở cái phòng khách nè, và cái camera của chúng ta thì nó sẽ di chuyển dolly giống như là trong cái cảnh quay của mình ha. Đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì với cái scene này? Thì bây giờ mình sẽ thêm vào một cái nốt Scanline Render giống như là nãy mình đã làm cho các bạn xem. Cái nốt Scanline Render này mình sẽ nối cái camera vào trong cái camera của mình.
background thì hiện tại mình sẽ nối vào cái background gốc của chúng ta. Mình sẽ kéo nó ra đây để chúng ta dễ quan sát hơn. Rồi. Cái point cloud này nếu bạn thấy điểm nó to quá thì chúng ta có thể mở cái point cloud lên, mình giảm cái kích thước xuống một tí ha. Và bây giờ thì chúng ta đã có cái scene của mình và các cái point cloud nó dính ở trên cảnh quay. Bây giờ thì chúng ta sẽ đưa vào cái vật thể 3D hoặc là cái background mới ha, cái nào cũng được. Thì ở đây thì mình sẽ key, mình tạo một cái nốt key line. Cái nốt key line này mình nối vào cái sụt là cái video của mình. Và mình view cái key line, và ở đây thì mình sẽ key nhanh cái cảnh quay này tại vì nó cũng đơn giản thôi. Mình sẽ quét chọn cái màu. Mình sẽ chuyển sang mục combine mat. Và mình sẽ vào phần screen mat, mình tăng các thông số clip black, clip white để chúng ta loại bỏ hết hoàn toàn những cái noise. Các bạn nhớ tùy chỉnh cái độ sáng của màn hình để chúng ta thấy được những cái chỗ noise mà nó vẫn còn sót lại ha. Đó, như này là đẹp rồi. Rồi sau đó mình chuyển lại cái mục là Final Resolve. Và như vậy thì chúng ta sẽ có một cái kênh alpha. Rồi thì sau khi mà có kênh alpha này xong thì mình sẽ quay lại cái scene 3D của mình, bấm tab quay lại, mở cái point cloud lên. Và bây giờ thì mình sẽ đưa vào một cái hình, làm cái background mới. Mình sẽ đưa vào một cái hình. Đây, đây là một cái hình một cái con hẻm thời xưa, được chưa? Để chúng ta làm cái background, mình sẽ import nó vào. Rồi, cái hình này mình đưa vào trong không gian 3D của mình bằng cách nào? Thì ở đây mình sẽ tạo một cái nốt card geometry. Cái nốt card này mình sẽ nối vào cái hình của mình. Và mình sẽ nối cái card này vào trong cái scene của chúng ta. Đó. Thì hiện tại là mình sẽ mở cái card của mình lên, chúng ta thấy nó hơi nhỏ, mình sẽ scale nó lên khoảng tầm 100. À, tại hồi nãy mình scale cái trong cái camera tracker đó, mình scale cái scene là 100, thì giờ mình cũng scale cái card này 100 ha. Rồi, và chúng ta sẽ thấy cái card của mình. Ở đây thì mình sẽ đẩy cái card này ra xa. Mình sẽ đẩy nó ra xa sao cho nó nằm ở phía sau cái, nằm ở phía sau cái bối cảnh của mình. Mình sẽ kéo nó lên trên một tí. Rồi, để mà cho chính xác hơn, mình sẽ làm giống như hồi nãy, mình sẽ tạo một cái view thứ hai, viewer thứ hai. Cái viewer số 2 này mình cũng sẽ view cái nốt của chúng ta. Mình đưa cái viewer số 2 này qua bên cái cột bên trái này. Và cái viewer thứ hai này mình sẽ dùng để quan sát không gian 3D. Còn view số 1 mình sẽ quan sát cái scene, kết quả scene của mình. Rồi, thì bây giờ với cái cách thức này mình có thể di chuyển cái card của mình, scale nó ha, mình có thể scale nó lên nữa. Giờ mình scale nó lên 4.000 đi. Hoặc là 2.000 thôi. 1.000. 500, chúng ta sẽ xem coi cái nào nó hợp lý. Đẩy nó xuống như thế này. Rồi. Bây giờ thì chúng ta phải thấy được nó ở trên cái scene của mình, chúng ta mới có thể tùy chỉnh được. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện tạo một cái nốt mờ. Cái nốt mờ này mình sẽ mờ nó với cái background của chúng ta. Mình sẽ tạm thời bỏ cái layer background này ra, cái đường background ra khỏi cái scan render, và mình sẽ nối cái đường B vào trong cái video của mình, đường A vào trong cái scan render, mình view nó. Rồi, và mình sẽ dùng cái layer đường mask này nối vào cái keyline. Và sau đó mình vào trong cái nốt mặt này invert cái kết quả key của chúng ta. Thì các bạn thấy là bây giờ thì cái background nó đã được ghép vào trong cái bối cảnh của mình. Thì với cái cách này chúng ta sẽ có thể
là di chuyển cái cạc của mình. Đấy, scale nó lại hay sau đó cho nó phù hợp. Ở đây mình sẽ scale nó lại một tí, đẩy nó lại. Được chưa? Đấy. Mình nghĩ là chỗ này là khá phù hợp nè, được chưa? À, cái con đường. Ở đây thì chúng ta sẽ dispute cái cảnh quay của mình, tại vì nó vẫn còn ám màu xanh ở đây. Thì để dispute cái cảnh quay, mình sẽ sử dụng một cái expression. Chúng ta sẽ copy cái expression này, mình tạo một cái node expression nối vào cái đường video B của mình, và mình sẽ có dán cái expression đó vào trong cái kênh green. Đó, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ khử cái màu xanh cho chúng ta. Rồi thì bây giờ là cái video của chúng ta có thể review cái kết quả. Thì các bạn thấy là có một cái vấn đề nào đó mà cái background của chúng ta nó chưa có di chuyển theo cái chuyển động của camera, nó rung rung như thế này và nó trượt đi nữa. Thì ở đây thì đó là lý do, là tại vì cái scanline render của chúng ta nó ra cái kích thước khung hình khác so với cái video của mình. Thế cho nên đây, ở sau cái node scanline render, mình sẽ tạo một cái node reformat. Cái node reformat này mình sẽ format lại cái node reformat này cho đúng với kích thước của cái khung hình của mình, đó là 1K như thế này, 1024778. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ phải chỉnh lại cái kích thước cũng như là vị trí của cái video, của cái video cái hình background. Mình sẽ kéo nó lên lại. Rồi, và bây giờ thì mình nghĩ là nó sẽ cái background của chúng ta nó sẽ dính vào trong cái video của mình ha. Rồi. Thì bây giờ cái background chúng ta đã xong, và chúng ta cũng đã key và đã dispute xong cái cảnh quay, và như vậy là cũng khá là ổn rồi. Ở đây thì nếu mà muốn thì bạn có thể gắn thêm cái ghế sofa hoặc là cái vật thể 3D nào đó vào trong cái cảnh quay ở ngay cái chỗ này. Thì để làm việc đó thì chúng ta sẽ ở đây thì mình sẽ copy cái scene, cái scanline render reformat, ba cái nốt này, mình copy nó, Ctrl C, mình dán ra đằng này, được chưa, ra đằng sau. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ copy cái ghế của mình ở bên đây, Ctrl C, dán vào ở đây, và sau đó mình sẽ nối cái ghế của mình vào trong cái scene. Rồi. Và cái scene thì cũng cần cái camera, thì cái camera chúng ta đã có sẵn rồi, mình sẽ nối cái camera vào trong cái camera chúng ta đã track. Và mình cũng nối cái camera vào trong cái scene, được chưa? Đó. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ mở cái ghế này vào, mình sẽ tạo thêm một cái nốt mượt. Cái nốt mượt lần này thì cái đường B mình sẽ nối vào trong cái video của chúng ta, cái đường A sẽ vào trong cái scanline render của cái ghế. Mình sẽ view cái nốt này. Bây giờ các bạn thấy là cái ghế của mình nó sẽ xuất hiện trong scene, nhưng mà nó to quá cũng giống như hồi nãy. Thì bây giờ thì mình sẽ select cái nốt ratio của mình.
Mình thêm vào một cái nốt đó là Transform Geo. Cái nốt Transform Geo này nó sẽ giúp chúng ta di chuyển cái ghế của mình. Thì mình sẽ select cái nốt Transform này, mình scale nó lại, được chưa? Đấy. Và mình mở lại cái Point Cloud để chúng ta thấy được cái không gian. Mình sẽ kéo cái ghế của mình xuống. Scale nó lại nữa. Rồi. Mình sẽ xoay nó lại. Đẩy nó vào sát tường, dịch nó lên đằng trước một tí. Scale nó lại xuống chút nữa. Rồi, và như vậy là chúng ta sẽ có cái ghế của mình. Bây giờ nó đang đen thui như vậy là tại vì chúng ta chưa có đèn thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái đèn giống như hồi nãy mà chúng ta đã làm. Mình tạo một cái đèn. Nó vào cái scene của chúng ta. Và với cái đèn này mình sẽ kéo nó lên đúng cái sụt cái nguồn sáng từ trong trong cảnh quay chúng ta luôn, để cái ánh sáng nó đúng với cái cảnh quay. Ở đằng trước này nó hơi tối thì mình sẽ copy cái đèn của mình, Ctrl C, Ctrl V, tạo thêm một cái đèn nữa. Cái đèn thứ hai này mình sẽ kéo nó ra đằng trước cái ghế. Đó. Hạ thấp nó xuống một tí. Và với cái đèn thứ hai này á, mình sẽ giảm cái intensity của nó xuống. Đấy. Được chưa? Rồi, và như vậy là chúng ta sẽ có cái vật thể 3D của mình. Rồi, và như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái tutorial về không gian 3D cũng như là cái cách mà chúng ta track cái một cái camera ở trong nút, đồng thời là để chúng ta ghép vào một cái background mới và ghép vào một cái vật thể 3D. Thì hy vọng là cái tutorial này sẽ có ích cho các bạn trong cái việc chúng ta sử dụng phần mềm nút để thực hiện các cái cảnh quay kỹ xảo. Và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những cái file thực hành, project, những software, plugin, stock footage mà mình sử dụng trong cái bài của mình thì đều có gắn link download trong phần mô tả của video. Thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách unlock download ha. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại.